Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ ha, nó đến từ thương hiệu của Rubin Rani. Đây, chữ Rani của nó đây các bạn. Mình cũng đã nói nhiều lần với các bạn ha, Rani nè, Rubin nè, Rabit nè, Makita là cùng chung một hãng ha, máy giống hệt như nhau ha, mà nó mang tới bốn cái thương hiệu luôn các bạn. Rani là một trong bốn thương hiệu đó ha, Rani nè. Cây này là Rani 302 các bạn. Bích tông lên tới 36 ly. Rất là khỏe luôn. Chút nữa các bạn sẽ được nghe cái tiếng nổ của nó ha. Rất là đã. Cái dòng máy này, cái chụp giật này là siêu bền luôn các bạn. Không có bao giờ mà nó hư bậy hết. Các bạn thấy không? Má chụp giật rất là to ha. Trong dòng giật rất là lớn. Do đó mình khởi động rất là nhẹ luôn các bạn. Mấy cái máy này nó không có xả áp các bạn. Do đó là nó làm cái dòng giật lớn để chi? Để nó không cần phải xả áp. Mà máy rất là khỏe luôn. Ở đây nó có gòn đẹp rất là ngon ha. Cảnh báo mình khi máy mình là động cơ 2 thì nghe các bạn. Do đó là ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít nha các bạn. 50cc trên lít máy. Cái này là dòng này có lỗ thông hơi nha. Có lỗ thông hơi. Nắp này có lỗ thông hơi ha. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Cực kỳ đã luôn. Và nó được thiết kế rất là tròn chỉnh ha, không có dướng díu ha. Cạnh nó đâu đó nó tròn do luôn. Ở đây là nó có một cái nắp riêng ha. Khi các bạn mở cái nắp này ra các bạn sẽ thấy cái buji ha. Tháo buji ra rồi xong là mình gắn cái nắp này lại thì nó vô hiệu quả những cái lỗi như là bị mắc mưa ha và bị điện giật ha, và nó bảo vệ cái buji ở trong này rất là đẹp luôn. Cái dòng máy này đặc biệt mình có giới thiệu nhiều rồi ha, cái IC của nó nằm cách xa cái nòng rất là xa, nó mang ở bên cái tum đó các bạn. Do đó là cái sự truyền nhiệt từ bên cái máy qua cái IC rất là thấp luôn. Do đó là IC nó hoạt động rất là ổn định và bền ha. Còn cái cọng dây pin của nó ha, cọng dây từ IC đi ra buri nó chỉ ngắn khoảng chưa đầy một tấc các bạn, có khoảng 7 phân thôi. Do đó là cái đường cao áp của nó càng ngắn chừng nào nó có càng có lợi thế chừng nấy các bạn. Nó không va chạm vào đâu, do đó là nó không bị chạm mát ha. Máy mình hoạt động rất là ổn định và nó bền, độ bền cao luôn. Đây các bạn nhìn xem, chế quạt khí quanh rồi hai kim của nó nè, nó giấu đây kín mít ha. Ở đây nó có cái khe nè các bạn. Cái khe nó chỉnh xăng ở đây nè. Đây, chỉnh xăng cái khe này nè nha các bạn. Đây, nó có cái khe đưa dít vào chỉnh cái tốc độ cao nè. Ở đây nó có lỗ để chỉnh cái tốc độ thấp nè ha. Gió nè, rất là ngon luôn. Dòng máy mình bảo đảm cái dòng máy này các bạn xài là các bạn sướng tay luôn ha. Rất là bền bỉ. Và cái dòng Rubin Rabit này nó thiết kế các bạn thấy không có điểm nào mà chê được hết đó. Nó thiết kế sẵn một cái bộ cái công tắc ở đây. Các bạn xài hoài không biết hư nha. On nè. Off nè ha. Các bạn đè xuống là off, nó cái mũi tên này nó chỉ về chữ off nè ha. Các bạn kéo lên là nữa, mũi tên nó chỉ về chữ on nè, thấy không? Các bạn thấy chữ on không? Phía dưới nè ha. Không được thấy rõ lắm ha, mà thấy chữ off rất rõ ha. Vậy là off nha. Vậy là on nè, on vậy mới nổ nè. Các bạn thấy không? Nó thiết kế nội cái hệ thống công tắc của nó là biết là dòng máy cao cấp rồi ha. Đấy, rất là đã luôn. 302. Các bạn thấy tum bằng nhôm nha. Đây. Cái tum liền và tum gời mình đã nói nhiều lần rồi các bạn. Cái tum liền này mà nó bằng kim loại thì nó là chuẩn. Nó chuẩn mực hơn rất là nhiều cái máy tum gời nha. Cái tum gời nó không có chuẩn bằng. Không có bao giờ chuẩn bằng cái tum liền nha. Tum liền do nhà chế tạo nó là nó đã ấn định rồi. Nó làm như thế này không có đổi chác gì qua lại được hết. Do đó nó rất là chuẩn luôn.
bố nó ôm cái chén nó ôm cái bố rất là chuẩn luôn, khít khao ha, vừa tầm ha. Do đó mình nói cái tum liền á, là nó đỉnh hơn cái tum gời là chỗ đó nha các bạn, đỉnh hơn cái tum gời ha. Có bạn rất là thích tum gời, có bạn khi một khi đã sử dụng tum liền rồi là các bạn thấy nó chuẩn hơn tum gời dữ lắm. Tại vì tum này môn kim loại các bạn, rồi liền á, à, liền á, thì nó chuẩn hơn, mà nó làm gì có cửa hư ha. Tum kim loại đây các bạn thấy cái đệm hông của nó ha, cái chủ trước người ta lấy mấy cái dây dây rút người ta siết ở đây cho chặt lại nè, nó còn dấu thẹo không ha. Mình siết ở đây lại thì nó sẽ giữ được bền, nó không có bị gắt nha các bạn. Đây siết mấy dấu này, chủ trước nè, chủ ở bên Nhật người ta siết ở đây hai cái ba cái cọng dây rút nè, cho nên nó tinh âu luôn, nó không bị gắt ha, thấy không? Đây, cái này mình lắc qua lắc lại nó dễ bị kẹt, dễ bị gắt mấy chỗ này lắm các bạn ha. Các bạn cố định đây một nụt, ở đây một nụt ha, là cái đệm hông của mình nó không bị gắt ha. Dây gà zin luôn ha, cầm nè các bạn thấy không, rất là mỹ miều ha, rất là đã. Tay nắm nè, tay nắm chống ra mồ hôi nha, loại tay nắm này nó chống ra mồ hôi. Ví dụ các bạn nào mà thường hay mua ra mồ hôi tay, gặp cái tay nắm này không bao giờ mà bị tuột hết nha các bạn. Rất là gích ha, rất là gích. Cái khe chứa mồ hôi nó rất là sâu luôn. Đấy. Tay ga zin luôn nè ha. Cái tay ga này thì tùy nghi các bạn nha. Nếu các bạn nào thích tay ga bóp thì mình độ tay ga bóp cho ha. Còn các bạn thích tay ga giữ thì cứ để tay ga giữ mà xài ha. Cần lắp 25 nha các bạn, cần lắp 25. Xem rất là đẹp luôn. Chẳng cỏ nó đây, chẳng cỏ zin của nó đây. Cùi nó đây. Cùi nó có chống dính cỏ khích cháy luôn, to ha. To gì nó càng to thì nó gạt cỏ ra càng hay, và nó càng khích như thế nào này. Nó khích như thế này thì nó không có cỏ lọt vào được ha. Ở đây nó có cái lỗ chốt nè, cái nhựa này nè rất là bền nha các bạn, nhựa giống như là bằng ngà vậy, rất là bền. Và ở đây nó có chống mài mòn nữa, nguyên khối luôn, rất là đỉnh cao luôn ha. Đấy các bạn xem cực kỳ, cái cùi cực kỳ chắc luôn đấy. Máy chất lượng thì từ A đến Z các bạn thấy điểm nào các bạn cũng không chê được vào đâu hết. Còn nghe tiếng nổ của nó thì bắt các bạn thấy nó đỉnh cao luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha, chạy dưới trời lắm. Dòng máy này thuộc hệ dên dài bánh chấn lớn nè, các bạn quan sát cái nòng của nó đấy, đấy cái nòng dài sọc luôn nha. Đấy. Các bạn nào đã từng sử dụng máy thì các bạn thấy cái độ dài của nòng là các bạn biết máy mạnh rồi ha. Đấy. À, để mình nổ cho các bạn xem, cực kỳ nhạy nha, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, nổ nha các bạn. Cái này đầu tiên thì mình cũng bơm xăng ha, đóng e ha, giật lên nó sặc tiếng thì kéo e xuống giật tiếp thì nó nổ luôn ha. Còn cái này nó đã lên xăng rồi, bạn giật là nó nổ thôi. Các bạn thấy hơi nữa không đó, mình kéo hơi cho các bạn nghe đó. Đấy, đấy, kéo không ra luôn á. À, đây cái hơi của nó ghê chưa, nổ nha các bạn. Cái tiếng canh ti dên dài các bạn nghe thấy không, cái từng 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 rất là chậm rãi luôn ha. Rồi mình tắt nha các bạn, cái công tắc nó đây ha, công tắc này tắt nha. Đây mở lên ha, tắt rồi xong mở lên giật tiếp nha, tắt nha, nổ lại nha. Và để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Các bạn thấy gì chưa? Cái tiếng bóc của nó cực kỳ ha. Quá ngọt luôn, quá đỉnh luôn. Ôi trời, quá dữ, quá dữ.
trực tiếp các bạn nghe là các bạn chịu luôn đó. Nghe các bạn lắng tai nghe coi cái tiếng bóc của tiếng nổ của nó nha. Quá ác luôn, rất là dữ, không chê vào điểm nào được các bạn. Nó đẹp mà nó mạnh mẽ, không có chê được điểm nào hết ha. Các bạn thấy vô tinh luôn. Rồi để mình bóc lên cái nữa cho bạn nghe nha. Rồi cái video mình giới thiệu cây răng Rani 302 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu mà có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.